ở nhà hay đi hộ con nhổ vườn? Đi thôi. Bây giờ con đi đâu con cũng phải bảo mẹ đi theo con mới được, không một mình mẹ ở nhà tí mẹ lại trốn đi. Cho mẹ ở nhà nữa. Rồi, ở đây nhá. Con đứng đây nhá, cho mẹ làm việc nhá. Đây, ở đây nhá, mẹ làm việc nhá. Đây mẹ làm việc nhá, đây. Đây ở đây nhá. À, nó ngoan lắm mẹ. Con chó ngoan lắm. Ngoan thích thật đấy. Tút. À, ở đây nhá. Ôi trời. Ở đây nhá, chờ mẹ làm nhá. Mẹ nhổ sạch nhá. Thế mẹ có nhớ con gái của mẹ không? Dạ không nhớ. Con gái của mẹ mà. Không nhớ. Lâu lắm rồi. Lâu lắm, có thấy con gái của mẹ về thăm mẹ đâu. Sao mẹ không nhớ con gái của mẹ? Con gái này ác lắm. Con gái của mẹ ác á? Ừ. Ui, cái này đứt rồi. Không. Bị đứt rồi. Đây chờ mẹ làm việc nhá. Đây, ngủ đây chờ mẹ. Ngủ đây nhá. Ngủ im. Ngoan nhá. Ngủ ngoan nhá. Con đừng nhiều nhá. Mẹ ơi, con chó con bảo nó ngủ im này. Ngoan thật này. Ngoan lắm. Chó giỏi thật đấy, như người ấy. Đấy, ngủ im. Ngủ im nhá. Con đừng nhiều mẹ nhá. Mẹ đánh cho đấy. Nằm im nhá. Con đừng nghịch ngợm nhá. Con đây. Dạ. Bây giờ con lấy chồng, lấy ai nào thì lấy. Bảo con lấy chồng á? Lấy bây giờ con trai này không nên đâu. Ôi, mẹ con biết rồi nhưng mà mẹ ơi, con sợ lắm, con không dám lấy chồng nữa đâu. Mẹ không lấy thì... Con không dám lấy chồng đâu mẹ. Bây giờ con trai của mẹ, con đã lấy con trai của mẹ bao nhiêu năm không nên. Bây giờ con sợ chồng lắm, con không dám lấy chồng nữa đâu. Con cứ ở như thế này thôi. Cứ ở với mẹ thôi. Em bảo con dưới đường kẹp đau chân thế này. Mẹ con về nhà lấy cuốc á. Ừ. Ở đây chờ mẹ nhá. Vâng. Mẹ con lấy cuốc tao thế này. Con chó ngoan quá mẹ. Không nọ con trồng dưa mà không nên đâu mẹ. Mẹ ơi. Đi tối con lấy đố xào thịt cho mẹ ăn nhá. Con không dám lấy chồng nữa mẹ. Đừng có bảo con lấy chồng nữa mẹ. Con thấy sợ lắm rồi. Con thôi không lấy là thôi. Cứ ở nào thì cứ ở đây thôi. Con bây giờ con chỉ lo thế nào làm được tiền để chuộc nhà, chuộc đất về thôi mẹ. Con không lấy chồng đâu. Vàng ơi. Mẹ ơi. Con đặt tên con chó gọi con Vàng nhé. Đây, ngủ đây chờ mẹ làm việc. Đây. Đây, ôm cái này ngủ nhá. Ui. Không biết con ai làm được con chó rơi giữa đường. Chắc họ về đến nhà họ không tìm thấy họ tiếc lắm đấy. Con đi xung quanh con hỏi mấy nhà đấy bảo không phải chó của họ. Ôi, sao mà nó có duyên với mình thế? Mẹ đã cứu con về. Ôi, chú cái chân đau của nó. Ôi, mai mẹ tìm thuốc đắp cho con nhé. Đây, nằm im nhá. Được rồi. Ngủ im. Ngủ im nhá. Ngoan như đấy, lại dậy rồi. Ngủ im chờ mẹ nha.
Em chờ mẹ nha. À. Thích thế, con chó. Thích quá. Ngủ im nhé. Ngủ im nhé. Ui thích thế. Thích thế. Mẹ muốn con đi lấy chồng á? Hả mẹ? Con một mình làm cái gì không không rửa. Con sống một mình từ trước đến giờ, chồng con đi bao nhiêu năm, con một mình ở nhà con vẫn làm thế. Con lấy chồng được. Ngủ đây. Con chỉ thích con chó này thôi. Con chỉ thích con chó này thôi. Con nó con thấy vui hẳn luôn đấy. Ui ui ui. Ui ui, về đây. Con này. Đi 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 đi. Con nuôi con chó này thôi. Thích quá. Đố tốt mày nhỉ. Đố dài nhỉ. À, thích quá. À chú ơi. Này là bắt ăn bắt thôi. Không cho không dùng đâu. Không nói nhiều nữa mẹ. Con biết mẹ buồn, không nói nhiều nữa. Khổ, khổ chứ. Biết con biết là mẹ khổ rồi, con trai mẹ không biết là thế nào lại bỏ mẹ như thế. Con trai của mẹ là hư từ ngày thanh niên rồi. Con không biết con mới phải lấy. Lúc đấy con biết con chẳng lấy đâu. Lấy vào bây giờ khổ cả đời. Mẹ con trai đấy. Sao mẹ? Thanh niên đấy. Ác lắm đấy. Ngày xưa thanh niên ác lắm á. Thì ngày xưa con lấy về con có dám nói đâu. Trai mẹ nóng tính lắm, con dám mẹ con có dám nói đâu. Mẹ nói một tí không được ơi. Bảo một tí không được đâu. Con này đấy. Giờ con trai của mẹ đấy. Vâng, ác lắm mẹ. Mẹ nói bảo một tí đánh thả mẹ đấy. Con biết rồi, con chồng con nóng tính mà. Con có dám nói gì đâu. Giờ anh ta bỏ đi. Con này trùng dạ. Là tốt lắm đấy. Vâng, hôm nọ con trùng mà mẹ. Con trùng lạ nhưng mà lạ nó không thấy lên đều mấy. Lạ đấy. Giống không tốt hay sao nó không lên đều mấy đâu mà ngu là tốt. Tốt lắm. Con chó. Đấy. Đấy. Chú mẹ đi đây à? Ôi con muốn cóng nó quá. Đây, con ngồi đây. Con ngồi đây nhá. Đấy. Ngồi im. Ngồi im. Ngồi im nhá. Ôi mẹ xem nào, thích không mẹ ơi? Thích lắm đấy. Ngồi im nhá. Để mẹ làm việc nhá. Rồi mẹ ơi, sao nó ngồi như là người chứ nè. Ngoan thế. Ngoan lắm. Con thích thật đấy. Tự nhiên nó rơi dưới đường, không biết của ai. À, ngồi đây nha. Nó chờ mẹ làm việc nha. Mẹ thích ăn rau rền này không? Sắp nên ăn rồi đấy. Rau rền, rau đấy. Có rau nhiều này không? Rau đời rồi. Thế là có rau không cào đâu. Thế là có rau dùng tay nhổ nhổ đâu. Trời, con vàng này nhìn hay thế cơ. Mình thích rồi đã. Ngồi đây. Ngồi. 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 Đây. Ngồi thế này này. Đây, ngủ đi. Ngủ đi. Ngủ. Ngoan.
Ngủ nha. Đâu, con muối mẹ. Được. Nhiều lắm đấy. Được, đốt người. Đi đâu đâu. Qua đi, nghỉ qua đi. Mẹ, mẹ cứ nghỉ đi. Hai mẹ về trước đi. À. Mẹ về trước đi nhá. À. Không phải làm đâu. Mẹ nghỉ quá, mẹ về thôi. Ừ, mẹ đi về đi. Con nó tự làm được. Mẹ không ạ. Ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi im đấy nhá. Không được đi đâu nhá. Ngủ im nhá. Ngủ im này để mẹ làm việc nhá. Đi vào. Ngoan vào. Mẹ làm việc. Nhíu nhá. Ôi tối rồi. Cũng nhớ con trai rồi. Còn giờ đi làm đến giờ tối rồi. Con sợ thấy quỷ. Dùng lắm đấy. Thôi mẹ. Ồ. Tối quá mẹ. Con làm tốt cho nó xong. Thôi, thấy tối là không có con về. Mẹ buồn lắm đấy. Vâng, để con nấu cơm mẹ ăn nhé. Ừ. Con cám bấm điện đấy. Mẹ không biết bận điện lắm. Mẹ biết đâu. Con cố gắng làm cho nó xong. Con nấu cơm nhé. Ừ. Mẹ ơi, con làm nốt cái chỗ kia cho nó xong mẹ, mấy tối thế, mai con còn đi tìm hàng đi bán. Vâng, hai hôm nay con không đi tìm hàng bán rồi, không kiếm ra tiền rồi. Yeah, kiếm tiền sửa đất ấy, vất vả quá đi. Đúng rồi. Con nấu cơm nhé. Nấu cơm đi. Đi đun nước tắm mẹ. Nóng quá. Mai đi mua cái lọ về đựng muối, đựng mì chính mới được. Bà ngoại mang nhiều gạo cho mẹ nhờ. Một túi gạo cho. Con nấu nhiều để sáng mai ăn cơm nguội mẹ nhé. Mai dậy về mình ăn cơm nguội đi làm luôn mẹ nhờ. Ừ. Vâng. Con còn chưa được hái đố mẹ. Đố để đâu? Không, đố ở trên kia đấy. Tí con hái thì con đi xào thịt cho mẹ ăn. Con nấu cơm. Con hái đố đấy mẹ. Đi nước tắm con hái đố. Mẹ uống nước không? Uống được. Không nước quá. Mẹ ơi, mẹ xem rửa cho con nhé. Con đi hái đố nhé. Cháy không? Nó đang cháy mẹ. Con lấy cái đèn đi hái đố nhé. Đi con chó này mẹ. Nó ngủ nha. Ngày mai làm chú cho nó ngủ mẹ nhờ. Mẹ nhà cho con nhé.
Cơm tô cho mẹ. Cơm tô cho mẹ. Đây, cắt cơm cho mẹ. Cơm tốt quá. Mình đưa. Con ấy. Cơm tô ạ. Yeah. Ngày mai con về xem, không biết họ có cho mình vào nhà không, con muốn về xem vịt nhỉ. Mẹ chắc họ không cho mình vào nhà đâu nhỉ. Cứ đi thôi, đi xem mà có vịt nữa. Không bảo con xuống lấy chuối ấy, thì thấy coi con trai của cái chú đấy ở đấy. Trong làng bảo là bố đi vắng rồi mà chú. Thấy nó đang thái chuối mẹ, chắc họ cũng chăm tốt cho mình thôi. Là mẹ mình có tiền mình chuộng đất là nó sẽ trả hết cho mình à. Bà chồng con ấy nhiều tiền quá, xong là cái đất của mình nó không, cái nhà của mình không có giá trị gì hết, nó cho nên nó mới giữ lại lại tài sản của mình, giữ các thứ nó cho mình lấy về. Con nóng quá, con tắm đây nhé. Tắm đi, con lấy quần áo tắm á. Con chạy lắm đây. Mẹ ơi. À. Không nhớ nữa. Mẹ không thấy về. Về đâu? Trốn là con về gì nữa mẹ? Mẹ ơi, cái chào với cái tay cơm rồi. Vâng. Gửi rồi mẹ. Thank you.
tôi mà. Đây này. Được. Cái chị đang nọ mẹ nọ con mang về cho ấy, mẹ nó sợ ngon lắm. Ăn đi mẹ, mẹ ăn nhiều rồi nhá. Ăn đi cho mát, nó no rồi. Nó no rồi mẹ. À, nó no rồi. Ăn no rồi. Ăn no rồi mẹ. Nước ngủ của mẹ. Ăn cái này nè. Ơ, ngủ thôi. Mẹ nóng à? Nóng. Nóng lắm à? Vâng. Có một thời gian nữa mẹ. Con sẽ cố gắng kiếm tiền để chuộc nhà cho mẹ ở thoải mái nhá. Ồ, đây là chỗ mình nghỉ này. Thế nào nóng lắm đấy, vâng, mẹ cố gắng nhé. Vâng. Mẹ mày ngủ đi, ừ. Con tắt bóng điện. Ai ngủ này ấy? Ừ. Đây, để con tắt bóng điện ạ. Ừ.